Mến chào quý cô chú chị và bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu gửi tới quý cô chú xem tham khảo một cái ruộng hoa, chung là một cái ruộng hoa mẫu đơn là đặc biệt bông trang ở miền Nam, trồng rất là nhiều loại nhưng mà cái dòng này là dòng lá nhỏ nha quý cô chú. Thì khi mà mình xuống giống mình trồng thì cần phải có một cái nhân công, và một cái clip này gửi tới quý cô chú xem để có thêm một cái động lực mình yêu hoa để mình trồng và mình chăm sóc. Thì một cái hoa vườn hoa rực rỡ như thế này thì nói chung là rất là đẹp nha quý cô chú. Nhưng mà mình trồng lúc đầu mình xuống giống á, mình trồng cây á thì mình phải theo mình con nha. Này là giống như trồng công nghiệp mà kiểu giống như là con tàn như thế này nè, con vật, nên cái tàn nó rất là đặc ha. Và đặc biệt cái lô này là tàn thông một cốt giót đọt. Cái này, cái vườn này thì nói chung thì mình chia sẻ cho quý cô chú xem tham khảo nha. Đó, lạc vô một cái rừng hoa như thế này nè. Đó, mình sẽ quay tổng thể và tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ từ khu nha quý cô chú. Bên đó nữa ha. Đây, mình sẽ quay một góc 180 độ cho quý cô chú xem. Màu vàng hường, lá nhỏ màu vàng, màu đỏ, hồng phấn, đa dạng rất là nhiều luôn. Thì lô này thì trồng có thể là đạt vài ngàn gốc nha quý cô chú. Đó, một cái vườn phải nói là cực kỳ luôn. Đó, nên hôm nay mình đến đây mình chia sẻ cho quý cô chú xem. Thì một cái lô như thế này, để mình vào đây mình xin vào ha. Vào cái vườn này mình sẽ chia sẻ cho quý cô chú xem nó rực rỡ như thế nào. Đây, trồng công nghiệp cái này thì có khu nha quý cô chú. Giống như quý cô chú nào có niềm đam mê, mình vừa trồng, mình kinh doanh, mình vừa tận dụng cái nguồn hoa thì mình trồng có thể xen canh hàng như thế này, trồng thẳng hàng thẳng lối ha. Tới mỗi một đợt hoa thì mình cứ con nó sẽ ra rực rỡ luôn. Và đặc biệt mình có thể xen vô đây một cây màu đỏ, một cây màu vàng, một cây màu hồng, một cây màu tím, để cho đa dạng thêm cái khu vườn của mình. Đó, quý bà con xem nha, quá xá luôn rồi. Đây, khu vườn này thì tầm khoảng rộng khoảng 4-5 công nha quý cô chú. Đó, như thế này đây, hỏi sao không mê. Tại vì cái phơm tàn đó, một con một đợt đó là nó ra nó đặc như vậy nè. Tược nó nhảy nó sung á, nó ra vậy mình phải dót lên cái nữa ha, giữ một cái tàn thông. Đó, quả xá luôn rồi. Đây, thì trước tiên mình trồng nó phải có cái nguồn nước tưới tiêu nha quý cô chú. Tưới tiêu, tưới đặt ống như thế này nè. Trồng công nghiệp đó thì cái cây này giao nhau giữa cái tàn với nhau là tầm khoảng 1m tới 1,5m nha quý cô chú. Đó, thì cái xu hướng ví dụ mình trồng sau này mình muốn nuôi lên cho những cái cây lớn á, thì mình có thể bứng xen kẽ giống như vậy nè. Đó, mình xen kẽ ha, mình trồng đây một cây hai cây thì mình muốn cái tàn nó lớn ra nữa, mình bứng một cây giữa rồi mình bỏ giống như bứng xen kẽ. Đó, mình sẽ vô đây mình quay chia sẻ cho quý cô chú xem rực rỡ hoa, một cái cánh đồng phải nói là tuyệt vời. Đó, bên kia thì có rất là nhiều đa dạng màu vàng đỏ hết biết luôn rồi. Đó, như những cái lô này thì người ta chưa con nha quý cô chú, chưa có con. Đó, cái những cái cây đầu hàng như thế này thì người ta đã con rồi, cái tàn rất là mịn luôn. Đó, tới chừng mà nó lên hoa rồi nó phủ không thấy cái lá đâu hết. Vườn này thì nói chung là mình không có dịp vô đây thì không có biết được cái khi nào nó nở, thì hôm nay mình mới có dịp đến đây thì mình mới thấy được như thế này, thì mình chia sẻ cho quý cô chú xem nha. Đó, có dịp đến làng Hoa Sa Đéc gặp được những cái ruộng hoa như thế này phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, hoa lên nè, hết biết luôn rồi. Thì trồng tầm khoảng cái thời gian tầm khoảng 2 năm là 1,5 năm 2 năm thì nó sẽ lên như thế này nha. Đó, rực rỡ luôn. Mình sẽ đi sâu sâu vô cho quý cô chú xem. Thì dao động giá thì trồng thì nó lên hoa như thế này, mình trồng cái gì cũng vậy, khi mà hoa lên thì mình nói không nói tới bán thôi nha, mình bán tàn thì quý cô chú có thể mình sử dụng cái kỹ thuật của mình con tàn, mình làm tàn cho nó một đợt một cho nó ra hoa như thế này. Thì cây kiển thì hoa phải có hoa trên cây mình rất là dễ bán nha. Một cái vườn trồng công nghiệp như thế này thì tùy theo quý cô chú thôi, giá cả và cái thỏa thuận mua bán thôi.
phải nói là rất là nhiều nha quý cô chú. Thì mình không có thể nào đi giáp được, tại vì cái trời nắng quá. Mình chia sẻ với quý cô chú xem tới cái giai đoạn này thôi, còn sâu trong kia nữa nè, nên trời rất là nắng, thái đi rất là mệt rồi. Thì mình chia sẻ tổng thể cho quý cô chú về xem. Đó, quá xá luôn rồi. Đây là mình đứng trên một cái bề bao nha, cái bờ bao, bao dòng nó cao nên mình quay được. Thì đây là một cái cây như thế này thì người ta con rất là mịn nên cái tàn nó rất là giót. Còn trong đó là người ta nuôi cho nó cái tàn sau này cho nó nở ra nên người ta chưa có con. Đó, quý cô chú thấy ha, phải nói là cực kỳ luôn. Thì như những cái cây này thì tàn rất là đặc và rất là ấm, không có bị hở tàn luôn. Đó, như một cây này nè, đứng tàn thông giót đọt, nhìn rất là mê luôn. Cô chú sẽ thấy đó. Rồi mình sẽ đi chi tiết đi xuống dưới cái khu dưới này thì có vàng đỏ, màu vàng hường luôn. Trời thời tiết rất là nắng nha quý cô chú, nên mình cố gắng đi vô đây quay cho quý cô chú xem để thêm được một cái niềm đam mê. Cái lô dưới kia là cái những cái clip trước rất là lâu rồi mình đã chia sẻ với quý cô chú. Hiện tại người ta đang con hoa nó đang rụng rơi rất là nhiều, tại vì mỗi lần con nó mới được cái tàn nó đẹp nè. Đây là mình quay tổng thể nè, để mình đi dài xuống đây ha. Như cái lô vàng này nè, thường thì trồng một cốt cái tàn nó rất là lớn. Đó, để mình tìm cái đường vào để mình chia sẻ với quý cô chú xem. Cái màu vàng hường của dòng lá nhỏ là màu cam, vàng cam rất là đẹp, nó pha lẫn. Đó, thì cái dòng lá nhỏ này rất là nhiều màu, vàng đỏ tím sen hường đây nè, hường nè quý cô chú. Một cái cây tàn thông như thế này giót thì rất là đặc biệt ha, và đặc biệt nó nằm ở dưới cái mô như thế này. Lô này mình trồng mình kéo cái thoát thân tầm khoảng 3 tới 4 tấc nha quý cô chú, quanh này tầm khoảng 10-11. Đặc biệt cái thoát thân như thế này ha, quý cô chú có thể bứng lên cái chậu cái là nhìn cái cây nó nâng lên liền. Nằm ở dưới đất thì mình thấy nó chưa có vẻ là sang trọng ha. Đó, đây kìa, người ta con người ta dọc hoa dưới kìa. Đó, nguyên cái lô bên đó nó rực kìa, quá xá luôn rồi. Bên đây nữa nè, mấy ngàn gốc nha quý cô chú. Thì ví dụ như mình trồng dao động mà trồng công nghiệp á, một công đất là 1000 mét vuông thì mình có thể trồng được 1000 cây nha quý cô chú. Là khoảng cách giữa cây với cây là 1 mét một cây. Đó là mình tính ra cái tỷ lệ được 1000 gốc. Thì thường á, những cái dòng này á, cây mà cây con á là lên tầm khoảng 2 tấc 3 tấc á, tầm khoảng 10 mấy ngàn 15 ngàn, có khi bán có tùy theo chỗ bán 10 ngàn nữa. Đó, mình về mình trồng như thế này nè, phải nói cực gỡ luôn ha, rất là ngay hàng thẳng lối. Nhìn một cái cách trồng rất là chuyên nghiệp và rất là công nghiệp luôn. Đó, như cái cây vàng hường nè, vàng hường lá nhỏ nè, lên cực gỡ như thế này. Đó, mình làm cái clip chia sẻ cho quý cô chú xem để có được một cái động lực mình trồng. Thì cái nguồn thì sau này thì quý cô chú biết rồi, cái nguồn thì do cái nguồn bán ra, tùy theo mình bán lẻ số lượng hay là bán sỉ nguyên vườn thôi. Đó, thì mình bán xô có nhiều cái điều kiện ha. Thì khi quý vị có cái dịp mà đến để mua cái giá sỉ tại vườn và có đến được một cái vườn như thế này, mình mới thấy được cái sự thu hút và cái vẻ đẹp. Đó, nên khi mà quý cô chú mua lẻ 1-2 cây thì chưa có cái động lực ha. Thì khi mà mình mua cái số lượng sỉ mà đến vườn mình lựa chọn thì rất là tuyệt vời. Như cái lô này rất là đều ha, người ta mới con tàn. Quý cô chú thấy cái xa xa dưới kia đó, mới con tàn là cái tàn nó đặc vậy đó. Còn những cái cây này chưa con, ở ngoài này người ta con trước rồi nè, nó rất là mịn luôn. Thì khi mà Pháp Thái lọt vô một cái khu vườn này thì phải nói là rất là mê và rất là tuyệt vời. Nói chung là tuyệt vời luôn. Như thế này nè, thường thì bông trang hiện tại dạo này nó đang là một cái xu hướng chơi. Tại vì lá nhỏ hay lá chung gì cũng vậy, thì nó sẽ ra hoa quanh năm. Tùy theo mình làm cái hoa là hoa rộ, hoa là hoa nó truyền. Hoa truyền là nó ra hoa lai gai, còn hoa rộ là mình con một đợt một là nó sẽ ra một đợt một rồi nó tàn. Đó là hoa gỗ nha. Như đây một cái lô này nữa nè, bên đây thì hồng phấn hoa nó đã tàn rồi, người ta mới con đó, con bữa hổm nó tàn rồi. Bữa nay nó lên chồi non nè, chồi non này thì mình có thể sử dụng Atonis, mình tưới vừa kích thích vừa
sinh trưởng cho cây thì nó sẽ tự ra bông thôi. Thường á, bông trang, ví dụ cô chú nào ở dưới đất á, mình xử lý hoa á, mình tưới thuốc kích á, thì nó sẽ sau này mình bứng lên nó sẽ rất là suy, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ phát triển của cây. Nên thường á, mình con tàn mình tự nhiên, cây tự nhiên. Và đặc biệt khi mà quý cô chú mua nguyên một lô, mua lô đi, cái vườn này một cái vườn nào đó bất cứ ha, ví dụ người ta có gãy phân tầm khoảng 2 tháng trở lên, là từ khi ngày gãy phân cho tới 2 tháng sau mình bứng thì không ảnh hưởng nha, nhưng mà tò trầm phân từ khoảng 1 tuần lễ gãy phân vô gốc hay là tưới phân là mình bứng là cây nó rất là suy nha, rất là ảnh hưởng luôn. Nên cây mà về có bị sụ lá hay là héo á, là cũng là do ảnh hưởng cái yếu tố của phân mình gãy vô nha. Đó, nên thường lái người ta đi bứng á, là người ta sẽ hỏi chủ vườn có gãy phân không, gãy khi nào, người ta mới biết được cái độ gãy phân và người ta sẽ tránh cái tình trạng phân bị áp nha. Đó, đây lô này thì màu vàng, đặc biệt tàn thông giót luôn đó. Bên đó quý cô chú thấy không, xa xa như thế này thôi, một cái miếng một cái khu vườn rất là rộng mà phủ nguyên một cái màu, phải nói là tuyệt vời. Mình thích nhất đó là cái màu hường hồi nãy nha quý cô chú, vàng hường á. Mình sẽ đi vô mình chia sẻ một lần nữa để quý cô chú xem một lần nữa. Cái lô này mình sẽ kết thúc clip nha, để cho quý cô chú nào có cái động lực, có đất vườn, có một cái đầu tư về sau này mình muốn trồng. Và cái đầu ra thì nói chung á, thì mình sẽ tìm một cái cách nào đó giữa cái quen biết của mình, và thứ hai nữa nếu như không thì có thể mình chia sẻ qua YouTube hay là Facebook. Nói chung thì cái nguồn thì mình trước mắt là mình phải đầu tư mình trồng đi, còn cái nguồn sau này thì quý cô chú yên tâm, tại vì cái dòng mẫu đơn này quanh năm nên quý cô chú có thể yên tâm về cái vấn đề mùa nào bán cũng được hết, không phải dịp Tết hay là một cái dịp nào đó mình mới bán, mùa nào cũng bán hết. Như cái cây như thế này, hoa rực rỡ như thế này thì mình bán xuyên suốt luôn. Nó như một cái cây như thế này nè, quý cô chú thấy nó sung á, mấy cái chồi này nó lên nhưng mà nó vẫn đóng nụ, nhưng mà cái tàn nó thì nó hơi so le thôi, chứ còn cái phơm hoa lúc trước người ta con nó là nó phủ nguyên một màu luôn, cũng như nó rất là đều. Đây như cái cây này nè đó, thì thường á một cái cây mà lên tầm khoảng cây con á, quý cô chú cũng đã có xem rồi, thì cái số lượng tùy theo là mình mua cây con là mình xuống giống. Cây mà nó một cốt tàn thông thoát thân như thế này thì mình lựa những cái nhà vườn nào người ta cung cấp cái cây giống cho mình, đó là một cốt nha. Còn những trong cái chậu mà công trình đó thì nó ra bụi như thế này thì trồng không có cái thoát thân. Mình muốn cái thoát thân thì mình phải cắt tỉa từ nhỏ những cái tược ở dưới gốc. Đó, nhưng cái lô này còn nó rất là mịn luôn nè. Quý cô chú thấy không? Mình con một đợt một cái nó ra chồi như thế này nè, là nó sẽ đóng hoa lên về nè. Nó sẽ phủ nguyên một màu, và nó khi mà nó gộ rồi nó sẽ phủ hết trơn cái lá luôn, mình không thấy cái lá đâu hết, mình chỉ thấy màu đỏ thôi. Như cái chòm hoa chỗ này nè, là nó líp mấy cái lá là hết ha, nhìn rất là mê. Rồi, nếu như cảm thấy cái clip của mình chia sẻ hôm nay có nhiều thú vị và đẹp, thật tuyệt vời, thì hãy cho Pháp Thái một like và cùng với chia sẻ cái clip của mình, gửi tới quý cô chú hay là bạn bè, anh chị em nào có cái niềm đam mê chung với Pháp Thái và quý anh quý cô bác ha. Cho một like để mình tiếp tục có những cái thời gian mình làm cái clip tự do như thế này, gửi tới bà con xem về cái nguồn hoa kiển, hoa mẫu đơn. Đó, đây rất là dễ trồng và nhẹ chăm sóc. Mình cũng xin nói thêm là mẫu đơn bông trang ở miền Nam nó rất là dễ trồng, mình trồng ngô đặc biệt thì cái nguồn sâu gầy hay là bệnh á, thì nói chung cũng có, nhưng mà nó rất là nhẹ nha quý cô chú, so với những cây khác thì rất là nhẹ. Thường mình tứ những cái thuốc trị bệnh á, trị nấm giống như là cốc 85 hay là Gridumin, mình xịt lên đá, mình kèm theo là Atonit ha. Đó, mình sẽ tứ Atonit thì tăng trưởng. Rồi thuốc sâu á, thì mình có thể sử dụng hai lúa xanh, hai lúa đỏ gì đó không biết, thì cho nó diệt những cái con sâu khi mà hoa nó nở búp như thế này nè. Thường sâu á, bông trang á, nó kéo cái nụ này lên, nó ăn cái nụ nè, nên mình xử lý như thế đó thì nó rất là dễ. Còn cái nguồn phân á, thì quý cô chú trồng trên chậu á, thì tuyệt đối mình giải phân hay mình tưới á, thì mình muốn tưới phân hóa học á, thì mình phải pha lỏng ra nha, pha lỏng ra mình chế trên chậu, cái số lượng là nhẹ thôi, tại vì trên chậu á, lúc nào cũng vậy, cái độ thoát nước và cái độ ẩm của nó khác so với ở dưới đất.
đó. Nên ở dưới đất thì có thể là có nhiều vườn người ta sẽ gãy phân trực tiếp luôn, còn ở trên chậu mình không nên nha, mình gãy phân nó sẽ bị thối rễ và nó sẽ chết cây đó. Nên thường á, trên chậu á, cái độ thoát nước của nó mình tưới trên là nó phải chảy xuống dưới nha, thoát xuống dưới liền, chứ cây mà nó bị động nước là dòng mẫu đơn này nó sẽ bị thối rễ đó. Mình có một cái vấn đề thì mình chia sẻ cho quý cô chú để cô chú được hiểu ha. Mình biết tới đâu mình chia sẻ tới đó. Rồi, Pháp Thái TV kính chúc cho bà con dồi dào sức khỏe. Hãy like cho Pháp Thái và chúc cho quý cô chú luôn thành công và tiếp tục đam mê mẫu đơn cùng với mình, để mình có những cái clip gửi tới quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.